Hello guys, welcome back. Chào mừng các em đã đến với kênh của Thầy An. Today we are going to learn Unit 1 English in the World. Steamboat Island Smallwood 9. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào Unit đầu tiên. Chủ đề ngày hôm nay đó là gì nhỉ? Tiếng Anh trên khắp thế giới. Của sách tiếng Anh chính Island Smallwood, right? In this lesson, can you talk about different ways to learn English? Can you use the infinitive for purpose to give the purpose of study matters? And the third one, can you use phrasal verbs to describe study matters? Ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về những cách, những phương pháp học tiếng Anh. Và điểm thứ hai là sử dụng to infinitive để diễn tả mục đích. Mục đích của những cái phương pháp học là gì? Và phần tiếp theo là sử dụng cụm động từ để mô tả những cái phương pháp học. Okay. Now, are you ready? Let's get started. Okay. We have some new words first again. Now, here we have some new vocabulary. Come across, tình cờ gặp, bắt gặp. Go over, xem lại, kiểm tra lại. Look up, tra cứu. Lyric, lời bài hát. Method, phương pháp. Note down, ghi chú, ghi lại. Subtitle, phụ đề. Turn on, bật lên. By chance, tình cờ. Look for something, tìm kiếm cái gì đó. Switch, công tắc. Press a button, nhấn nút. Slight, nhỏ, mức độ không đáng kể. Slightly, là trạng từ. Separable, có thể tách rời. Okay. Now have a look at the picture. What all these people doing to improve their English? And what do you do to improve your English in your free time? Các bạn hãy nhìn vào các bức tranh và các bạn hãy cho biết các bạn này làm gì để cải thiện tiếng Anh? Yes. They're watching TV programs. They're reading books. They're listening to music to improve their English, right? Các bạn ấy đang làm gì? Đang xem những cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh, đọc sách bằng tiếng Anh, nghe nhạc bằng tiếng Anh để cải thiện tiếng Anh, right? And what do you do to improve your English in your free time? Thế còn thời gian rỗi thì các bạn thường làm gì để cải thiện tiếng Anh? For me, in my free time, I usually watch movies and TV programs and listen to music in English on YouTube to improve my English skills. Tôi thì thường làm gì? Vào thời gian rỗi tôi thường xem phim, xem những cái chương trình hay là nghe nhạc bằng tiếng Anh trên YouTube để cải thiện những cái kỹ năng tiếng Anh, right? Okay. Okay, now the first part new words. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên. I read the sentences, then match the words to the definition. Listen and repeat. Hãy đọc những câu sau và nối các từ tương ứng với định nghĩa. Sau đó chúng ta sẽ nghe và lặp lại. I look up words you don't know in dictionary. Look up words you don't know in dictionary. Tra từ mà bạn không biết trong từ điển. B, you can find the lyrics of your favorite songs on the internet. Bạn có thể tìm thấy lời bài hát của những bài hát mà bạn yêu thích trên internet. C, you may come across interesting phrases when you read books in a foreign language. Bạn có thể tình cờ gặp những cái cụm từ thú vị khi mà bạn đọc sách trong cái bằng tiếng nước ngoài. Okay. D, it's important to go over your homework and look for mistakes. Việc mà chúng ta xem lại phần bài tập và tìm ra lỗi sai là một cái điều quan trọng nhé. E, when you watch TV in English, remember to use the English subtitles. Khi mà xem TV á, bằng tiếng Anh, truyền hình bằng tiếng Anh thì hãy nhớ là sử dụng phụ đề tiếng Anh. F, turn on the TV. I'm so bored. Hãy bật TV lên đi.
mình chán quá, mình thấy chán quá, mình thấy chán quá, hãy bật TV lên xem đi. G, practicing new words is important, so find a study method you like. Việc mà luyện tập từ mới thì rất là quan trọng, nên hãy tìm một cái phương pháp học mà bạn thích. H, it's a good idea to note down new words in a notebook so that you don't forget them. Cái việc mà ghi chú lại từ mới là một ý tưởng hay á. Việc mà ghi chú lại từ mới vào vở là một ý tưởng hay để mà chúng ta không quên từ. Alright. Okay, now number one, make something work by moving a switch or pressing a button. Làm cho cái gì đó hoạt động bằng cách di chuyển công tắc hay là nhấn cái nút gì đó. Cái đó gọi là gì nhỉ? Turn on, right? Number two, a way of doing something often with a plan. Làm cái điều gì đó mà thường là có kế hoạch. This is a method. Làm cái điều gì đó mà có kế hoạch. It's a method. Phương pháp. Number three, look for information about something. Tìm kiếm thông tin về cái gì đó. Tìm kiếm thông tin về cái gì đó. Look at. Right, tìm kiếm thông tin về cái gì đó. Look at. Tra cứu, alright. Number four. Meet or find somebody or something by chance. Gặp gỡ hay thấy ai đó cái gì đó tình cờ. Tình cờ. Hay thấy ai đó cái gì đó. Come across, bắt gặp. Come across, alright, bắt gặp. Number five, check something very carefully. Kiểm tra cái gì đó rất là cẩn thận. Go over, kiểm tra kỹ lưỡng. That means check something very carefully. Kiểm tra kỹ lưỡng tức là kiểm tra cái gì đó rất là một cách rất là cẩn thận. Number six, write something so that you don't forget it. Hãy ghi chú lại để bạn không quên. Note down, ghi chú lại. Okay. And number seven, words you can read at the bottom of a television screen to explain what you hear, often in another language. Từ mà bạn thường đọc ở bên dưới của màn hình TV và nó sẽ giải thích những gì mà bạn nghe thường bằng ngôn ngữ khác. That's called subtitle, phụ đề. Ok, phụ đề chúng ta thường thấy ở đâu? Ở phía dưới màn hình TV, nó sẽ giải thích, nó hiện lên những cái thông nó hiện lên những cái thông tin mà bạn nghe thường là bằng ngôn ngữ khác. Okay. Number eight, the words in a song, từ trong bài hát, gọi là lời bài hát, lyrics, là từ trong bài hát. Okay. Now let's check. Excellent. Now listen and repeat. Bây giờ chúng ta hãy nghe và đọc theo. One, turn on. Two, method. Three, look up. Four, come across. Five, go over. Six, note down. Seven, subtitles. Eight, lyrics. Now B, work in pair. Use the new words to talk about the way you read, watch or listen to English. Hãy sử dụng những từ mới để nói về những cách mà bạn đọc, xem hay là nghe tiếng Anh. For example, I note down new words in a notebook. Tôi thường ghi chú lại từ mới vào vở.
I turn on subtitles to understand movie. Tôi thường mở phụ đề để mà hiểu cái bộ phim hơn. Okay. I look at new ones I think are interesting. Tôi sẽ tra từ mới mà tôi nghĩ là thú vị. I love singing the lyrics to my favorite song. They mean a lot to me. Tôi rất là thích hát những cái lời bài hát yêu thích. Chúng thì có nghĩa nhiều đối với tôi. Có nghĩa rất là nhiều đối với tôi. I sometimes watch English TV with Vietnamese subtitles. Thỉnh thoảng thì tôi xem những cái chương trình bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt. Alright. Now, the second part reading. I read the online article about English study matters. What is the page mainly about? Hãy đọc một cái bài báo online. Hãy đọc một cái bài viết trực tuyến về phương pháp học tiếng Anh. Và đoạn văn nói về điều gì? Đoạn văn chủ yếu nói về điều gì? Number one, writing good tests. Number two, taking difficult exams. Number three, learning in fun ways. Viết một cái bài viết hay. Hay là gì? Tham gia vào những cái kỳ thi khó. Hay là gì? Học bằng nhiều cái phương pháp thú vị. Alright. Now, study methods. Phương pháp học. You already know learning English is useful. But do you know there are fun ways to learn? Bạn đã biết học tiếng Anh thì rất là hữu ích, đúng không? Nhưng mà bạn biết cái phương pháp nào học thú vị chưa? Nhưng mà bạn đã biết có những cái phương pháp nào để mà học thú vị chưa? Nào. Number one, read English books, newspapers or website. You can read more to improve your vocabulary. Your speaking, listening, reading and writing skill will improve if you learn more vocabulary. By post newspapers or website on topics you like, choose one slightly above your level to learn new words each time. Đầu tiên là hãy gì? Hãy đọc sách bằng tiếng Anh, hãy đọc sách, đọc báo hay là những cái trang web bằng tiếng Anh. Bạn có thể đọc nhiều để mà cải thiện từ vựng, kỹ năng nói nghe. Những cái kỹ năng nghe nói đọc viết sẽ được cải thiện nếu mà bạn học nhiều từ vựng. Hãy tìm những quyển sách hay là những báo hay là những cái trang web về những cái chủ đề mà bạn thích, và hãy chọn một cái chủ đề mà cao hơn cái trình độ của bạn một chút để mà học từ vựng. Okay. Mỗi lần như vậy hãy chọn một cái chủ đề mà cao hơn trình độ của bạn một chút để mà học từ vựng. Okay. And the second one, watch television show and movies in English. You can turn on the English subtitles to understand the actors clearly or copy the actors to improve your pronunciation. You can also note down new words to look up later. Thứ hai nữa là hãy xem những cái chương trình truyền hình hay là những cái bộ phim bằng tiếng Anh. Bạn có thể mở phụ đề tiếng Anh để hiểu nhân vật rõ hơn. Bạn có thể mở cái phụ đề tiếng Anh để hiểu nhân vật rõ ràng hơn, hay là bắt chước những cái nhân vật này để cải thiện cái phần phát âm của bạn. Bạn cũng có thể ghi chú lại những từ mới để mà tra từ sau đó. Alright. And the third one, phương pháp thứ ba là gì? Keep a notebook. Write down new words or grammar from class in a notebook. When you go home, go over your notes to help you remember what you learned. You should also go over them to see if you come across any mistakes. Phương pháp thứ ba là hãy giữ một quyển sổ bên mình. Hãy ghi chú lại những từ hay là ngữ pháp từ lớp học vào sổ. Và khi bạn về nhà, hãy xem lại phần ghi chú để giúp bạn nhớ những gì mà bạn đã học. Và bạn cũng nên kiểm tra chúng, xem là liệu là bạn có bắt gặp
cái lỗi sai nào không. Ok, and the fourth one, listen to music in English. Phương pháp thứ tư là gì nhỉ? Nghe nhạc bằng tiếng Anh. Listening or singing to music is another fun way to improve your English. There are so many songs to choose from. Go over the lyrics to help you understand the English words. Phương pháp thứ tư là hãy nghe nhạc bằng tiếng Anh. Hãy nghe nhạc và hát theo nhạc là một cách thú vị để mà cải thiện tiếng Anh. Có nhiều bài hát để chọn. Hãy xem kỹ để lời bài hát để giúp bạn hiểu từ tiếng Anh. Hãy xem lại lời bài hát để giúp bạn hiểu được từ vựng tiếng Anh. Now you know some fun ways to learn English. Which one are you going to try today? Bây giờ thì bạn đã biết nhiều. Bây giờ thì bạn đã biết một số cái cách để mà học tiếng Anh, một số cách thú vị để mà học tiếng Anh, và bạn dự định là sẽ thử cái cách nào? Alright. So, what is the passage mainly about? Như vậy sau khi chúng ta đọc cái bài viết này, chúng ta thấy bài viết này chủ yếu nói về cái gì? Number 1, number 2, number 3. Number 3, learning in fun ways. Học những cái cách học thú vị, right? Right? Now you know some fun ways to learn English. Which ones are you going to try today? Bây giờ thì bạn đã biết được một số cách thú vị để học tiếng Anh, và bạn sẽ dự kiến là chọn cái cách nào, đúng không? Như vậy là bài viết này nói về việc là học một số cách học tiếng Anh thú vị, right? Now, B, read and fill in the blanks. Ở phần B thì hãy đọc và điền vào chỗ trống. Number one, according to the article, you will improve or four skills if you learn more vocabulary. Theo như bài viết thì bạn sẽ cải thiện 4 kỹ năng nếu mà bạn học thêm từ vựng, right? Your speaking, listening, reading and writing skill will improve if you learn more vocabulary, okay? And number two, look for books or on topics you like and choose one just above your level. Hãy tìm những quyển sách hay cái gì về những chủ đề mà bạn thích, rồi chọn ở một cái trình độ cao hơn bạn một chút để mà học, đúng không? So books or newspaper or website, right? Look for books, newspaper or website on topic you like and you want just above your level. Okay. Hãy chọn một cái cuốn sách hay báo hay một cái trang web về những cái chủ đề mà bạn thích, và mỗi lần như vậy hãy chọn một cái chủ đề cao hơn cái trình độ của bạn một chút để mà học từ mới nhé. Number 3, when you watch movies or TV shows in English, you can vocabulary to look up later. Khi mà bạn xem phim hay những cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh thì bạn có thể gì nhỉ? Vocabulary to look up later, no doubt. Bạn có thể ghi chú lại từ vựng để mà tra cứu sau đó. Okay, you can also note down new words to look up later. Okay, number 4, you should go over your notes to help you new words and grammar you learn. Bạn có thể xem lại cái phần ghi chú để giúp bạn từ mới ngữ pháp mà bạn học. Remember new words and grammar you learn. Okay, bạn có thể xem lại cái phần ghi chú để giúp bạn nhớ lại từ mới cũng như ngữ pháp mà bạn đã học, right? When you go home, go over your notes to help you remember what you learn. Khi về nhà thì hãy nhớ xem lại phần ghi chú để giúp bạn nhớ lại những gì mà bạn đã học. Okay. Number 5, when listening to music in English, use the to help you understand the words. Khi mà nghe nhạc bằng tiếng Anh thì hãy sử dụng cái gì để giúp bạn hiểu từ. When listening to music in English, use the lyrics to help you understand the words. Khi mà nghe nhạc bằng tiếng Anh thì hãy nhớ là sử dụng lời bài hát để giúp bạn hiểu thêm từ vựng tiếng Anh nhé. Okay, now, see, listen and read.
Ở phần này hãy nghe và đọc theo. Now listen. Study methods. You already know learning English is useful, but do you know there are fun ways to learn? 1. Read English books, newspapers, websites. You can read more to improve your vocabulary. Your speaking, listening, reading, and writing skills will improve if you learn more vocabulary. Find books, newspapers, or websites on topics you like. Choose one slightly above your level to learn new words each time. 2. Watch television shows and movies in English. You can turn on the English subtitles to understand the actors clearly or copy the actors to improve your pronunciation. You can also note down new words to look up later. 3. Keep a notebook. Write down new words or grammar from class in a notebook. When you go home, go over your notes to help you remember what you learned. You should also go over them to see if you come across any mistakes. 4. Listen to music in English. Listening and singing to music is another fun way to improve your English. There are so many songs to choose from. Go over the lyrics to help you understand the English words. Now you know some fun ways to learn English. Which ones are you going to try today? Okay, which English study method do you want to try? Why? Vậy bạn sẽ chọn phương pháp học tiếng Anh nào? Bạn muốn chọn hoặc bạn muốn thử bạn muốn thử về phương pháp học tiếng Anh nào? Và hãy nêu lý do tại sao. Now the word in pair. Which English study methods do you want to try? Do you want to try? Why? Bạn muốn thử cái phương pháp học tiếng Anh nào? Và hãy nêu lý do tại sao. I wish you watch television shows and movies in English because it's the best way to improve English listening and speaking skill. Bởi vì nó là cách tốt nhất để mà cải thiện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh. Cái tôi chọn phương pháp là gì? Xem những cái chương trình truyền hình hay là xem phim bằng tiếng Anh. Bởi vì đó là cách tốt nhất để mà cải thiện kỹ năng. Alright, now the next part is grammar. I read about two infinitives and phrasal verbs, then fill in the blanks. Ở phần này chúng ta sẽ đọc cùng nhau tìm hiểu về to cộng với động từ nguyên mẫu và phrasal verb, tức là cụm động từ. Then fill in the blanks. Sau đó thì sẽ điền vào chỗ trống cho câu bên dưới. Two infinitives. Sau to sẽ là động từ nguyên mẫu. We can use two infinitives to express the purpose of something. Chúng ta có thể sử dụng to cộng với động từ nguyên mẫu để diễn tả mục đích của một hành động nào đó. Để diễn tả mục đích của một hành động hay một sự việc nào đó. Main clause, plus to infinitive. Sau mệnh đề chính sẽ là gì? To infinitive. Để diễn tả mục đích của một cái sự việc, một hành động nào đó. For example, I read a lot in English to improve my skill. Tôi đọc nhiều sách bằng tiếng Anh để mà cải thiện kỹ năng của mình. Do you watch movies to learn new words? Bạn có xem phim để mà học từ mới không? Alright. And the second one, phrasal verbs. Phrasal verb là các cụm động từ. A phrasal verb is a verb combined with a particle, an adverb, or a preposition, or both. Một cụm động từ là động từ kết hợp với phần phụ. Phần phụ ở đây có thể là trạng từ, có thể là giới từ hoặc là cả hai. The meaning of a phrasal verb is different from is part in it. Nghĩa của cụm động từ thì sẽ khác với nghĩa của từng từ. For example, look up the word if you don't know the meaning. Look up the word if you don't know the meaning. Hãy tra từ nếu mà bạn không biết nghĩa. Look up here does mean find the word in the dictionary. Look up ở đây có nghĩa là tìm từ trong từ điển. Khi mà bạn không biết nghĩa của một từ nào đó thì bạn có thể tra từ đó trong từ điển. Look up. À, cái có nghĩa là tra từ. Look có nghĩa là nhìn, up là lên, nhưng mà look up là tra từ. Okay, look over your homework before you turn it in.
Look over your homework before you turn it in. Look over his desk mean check it carefully. Look over his desk mean check it carefully. Look over ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Kiểm tra một cách cẩn thận. Look over có nghĩa là kiểm tra một cách cẩn thận. Look over your homework before you turn it in. Kiểm tra bài tập trước khi bạn nộp nó. Kiểm tra bài tập về nhà. Kiểm tra cẩn thận bài tập về nhà trước khi bạn nộp nó. Look for any words you don't understand. Tra bất kỳ từ nào nếu mà bạn không hiểu. Look for does mean try to find them. Look for ở đây có nghĩa là tìm kiếm. Cố gắng tìm. Tìm kiếm. Ok, là tìm kiếm bất kỳ từ nào mà bạn không hiểu. Look for any words you don't understand. Ok. Great job. So here, I knew words then. That's a useful study method. Tôi cái gì từ mới? I note down new words to remember them, right? I note down new words to remember them. That's a useful study method. Tôi ghi chú lại từ mới để mà nhớ chúng. Đó là một cái phương pháp học rất là hữu ích. Okay? Good job. Now B, listen and check. Listen again and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và đối chiếu với đáp án. Alright? I note down new words to remember them. That's a useful study method. Okay. I note down new words to remember them. That's a useful study method. Okay. Excellent. Phrasal verb. Phrasal verbs. Các cụm động từ. Now, number one. Some phrasal verbs are separable. An object can go between the verb and the particle or after the particle. Một số cụm động từ thì sẽ tách rời. Tăng ngữ có thể đứng giữa động từ và phần phụ. Hoặc là tăng ngữ sẽ đứng sau phần phụ. For example, trường hợp tăng ngữ đứng giữa động từ và phần phụ. Verb, object, particle. Can you turn the subtitles on? Bạn có thể bật phụ đề không? Trường hợp tăng ngữ đứng sau phần phụ. Verb, particle, object. Can you turn on the subtitles? Ok, bạn có thể bật phụ đề không? Đấy. Đó, một số cụm động từ có thể tách rời. Có thể là gì? Tăng ngữ sẽ đứng giữa động từ và phần phụ. Hoặc là tăng ngữ có thể đứng sau phần phụ nhé. The second one, trường hợp thứ hai, if the phrasal verb is separable and the object is a pronoun, the object must go between the verb and particle. Trường hợp cụm động từ tách rời và tăng ngữ là đại từ thì tăng ngữ phải đứng giữa động từ và phần phụ. Okay. Okay. Trường hợp gì? Trường hợp tăng ngữ là đại từ như là them, như là it thì cái cụm động từ đó sẽ được tách. Tăng ngữ sẽ đứng giữa động từ và phần phụ. Okay. And the third one, some phrasal verbs are inseparable. The verb and the particle always go together and the object follows. Một số cụm động từ thì không thể tách rời. Tức là động từ và phần phụ phải luôn đi cùng với nhau và theo sau sẽ là tăng ngữ. Trường hợp như là gì? I came across a great English website. Tôi tình cờ bắt gặp một cái trang web học tiếng Anh rất là tuyệt vời. I went over my homework and I didn't find any mistakes. Tôi nhìn sao? Tôi kiểm tra bài tập kỹ lưỡng để không có mắc lỗi sai. Okay. Alright. Như vậy là gì? Cụm động từ có thể tách rời. Tăng ngữ có thể đứng giữa động từ và phần phụ hoặc là đứng sau phần phụ. Trường hợp cụm động từ bắt buộc phải tách rời trong trường hợp là tăng ngữ là đại từ. Khi tăng ngữ là đại từ thì cái tăng ngữ phải đứng giữa động từ và phần phụ nhé. Okay. Còn một số trường hợp
cộng động từ không tách rời như trường hợp này. Okay. Thì các bạn lưu ý. Okay. Now, see circle the correct words. Hãy khoanh tròn từ đúng. Number one, this website I came has matters my pronunciation. I came across has matters to improve my pronunciation. Cái trang web này tình cờ có nhiều phương pháp để mà cải thiện phần phát âm. Number two, I look the lyrics of my favorite songs. What the singer is saying. I look up the lyrics of my favorite song to know what the singer is saying. Tôi tra kỹ lời những bài hát yêu thích của tôi để biết là ca sĩ họ đang nói cái gì, họ đang hát cái gì. Alright. Number three, when you learn something new, do you note down or note it down to help you remember it? Do you note it down to help you remember this? Okay. Khi mà bạn học cái gì đó mới thì bạn có phải ghi chú lại để mà giúp bạn nhớ không? Alright. Note it down. Tân ngữ ở đây là đại từ y. Như vậy. Như vậy là gì? Tân ngữ sẽ đứng giữa động từ và phần phụ. Okay. To help you remember it. Okay. Number four. My brother often goes over or up his homework two or three times. Mistakes. Goes over. My brother often goes over his homework two or three times to find mistakes. Okay. Anh trai tôi thường kiểm tra phần bài tập về nhà rất là kỹ lưỡng, 2 đến 3 lần để tìm lỗi sai. And number 5, you should use subtitles. I turn them on. Right? I turn them on to understand what the actors are saying. Bạn nên sử dụng phụ đề. Bạn nên sử dụng phụ đề. Tôi bật chúng để tôi bật cái phụ đề để mà hiểu được là diễn viên đang nói cái gì. Ari. Okay, now let's see. Excellent. Excellent, okay. Them ở đây là tân ngữ ở đây với chức năng là đại từ, thì như vậy tân ngữ sẽ đứng giữa động từ và phần phụ từ. Alright. Trường hợp cụm động từ tách rời khi tân ngữ là đại từ. Okay. Alright, now D, match the action to the purpose, then write the complete sentences. Chúng ta nối các hành động tương ứng với cái mục đích, sau đó chúng ta sẽ viết thành câu hoàn chỉnh. Number one, I use different study method improve all four skills. Tôi sử dụng những cái phương pháp học khác nhau để cải thiện bốn kỹ năng. Alright, so let's see. I use different study methods to improve all four skills. Number two, he turns subtitles on. He turns subtitles on. Anh ấy bật phụ đề. To understand the actor's words. Right? He turns subtitles on to understand the actor's words. Okay? He turns subtitles on to understand the actor's words. Anh ấy bật phụ đề để hiểu được cái lời nói của diễn viên. Number three. We note down new words. We note down new words. We note down new words too. Chúng tôi ghi chú lại từ mới. To look them up later. Okay? To look them up later. We note down new words to look them up later. Chúng tôi ghi chú lại từ mới để mà tra cứu sau. Okay. Number four, they listen to music with lyrics. Two. Here. They listen to music with lyrics to read the song's words. Chúng tôi nghe nhạc có lời để mà hiểu được lời của bài hát, right? Ok.
Okay, they listen to music with lyrics to read the song's words. Number five, he goes over her writing. She's go over her writing to look for mistakes. Okay. She goes over her writing to look for mistakes. Cô ấy xem kỹ bài viết để tìm ra lỗi sai. And number six, I look new words up to know their meaning. Okay. I look new words up to know their meaning. Tôi tra từ mới để biết rõ về nghĩa của chúng. Okay. Now let's check. Excellent. Now E, work in pairs. Use the action from Ted D again and make new sentences using your own idea for the purpose. Hãy sử dụng những cái hành động ở trong phần D là một lần nữa và viết thành một câu mới sử dụng ý của mình cho cái mục đích nào đó. I use different study methods to improve my writing. Tôi sử dụng những cái phương pháp học khác nhau để cải thiện phần viết của mình. I note down new words to use in our writing. Tôi ghi chú lại từ mới để sử dụng trong bài viết của mình. Okay. He turns on subtitles to understand the pronunciation of the words. Hay là gì, anh ấy bật phụ đề để hiểu phần phát âm của từ. He listened to music with lyrics to understand their favorite song. Họ nghe nhạc có lời để hiểu được những cái bài hát yêu thích của họ. She goes over her writing to look for problems. Cô ấy gì nhỉ? Goes over, cô ấy kiểm tra kỹ lưỡng bài viết để tìm ra lỗi sai. Okay. I look up new words to see their pronunciation. Tôi tra từ mới để mà học thêm cái phần phát âm. Okay. All right, great job everyone. Now the next part is pronunciation. Chúng ta sẽ đi vào phần phát âm nhé. A, stress contained words in a sentence. Stress contained words in a sentence. Trầm âm của từ trong câu. Nhấn trọng âm vào các từ mang nội dung trong câu. B, listen to the sentences and focus on the underlying words. Hãy nghe các câu sau và hãy chú ý đến những chữ cái được dịch chân. Now, listen. B. I read a lot of books to improve my vocabulary. I watch lots of movies to learn new words. I read a lot of books to improve my vocabulary. I watch lots of movies to learn new words. Tôi đọc nhiều sách để cải thiện phần từ vựng. Tôi xem nhiều phim để học từ mới. Okay, như vậy là gì? Nhấn trọng âm vào những từ mang nội dung trong câu. Okay, đây là những từ mang nội dung trong câu. Tôi đọc, tôi xem. Đọc cái gì? Đọc sách. Để cải thiện cái gì? Từ vựng. Tôi xem gì? Xem phim để gì? Học từ mới. Alright. Now C, listen and cross out the sentence that doesn't follow the notes in test A. Hãy nghe và loại bỏ câu mà không tuân thủ theo phần ghi chú ở trong phần A. I read the lyrics to understand the song. Tôi đọc cái gì? Tôi đọc gì nhỉ? I read the lyrics to understand the song. Tôi đọc cái lời bài hát để hiểu bài hát. I use a title to improve my pronunciation. Tôi sử dụng từ đề, phụ đề để mà cải thiện phần phát âm. Now listen. C. I read the lyrics to understand the song. I use subtitles to improve my pronunciation. Which one
Which one doesn't follow the notes in letter A? The second one. Okay, we hear to improve. Ở câu số 2 mình có thấy người ta nhấn mạnh đến to, như vậy là không đúng, đúng không? Đó không phải là từ mang nội dung trong câu. Từ mang nội dung trong câu là gì nhỉ? Động từ use. Use subtitles, improve pronunciation. Đó mới là những cái từ mang nội dung trong câu. Trọng âm sẽ nhấn vào những từ mang nội dung trong câu mới đúng. Alright, I read the lyrics to understand the song. Okay, read lyrics, understand song. Đó là những từ mang nội dung trong câu. I use subtitles to improve my pronunciation. Những từ mang nội dung trong câu là gì nhỉ? Use động từ, subtitles, improve pronunciation. Okay. Now D, read the sentences with the rooms noted in test A to a partner. Ở phần D thì chúng ta sẽ luyện đọc, thực hành đọc những câu trên đúng với ngữ điệu được note ở trong phần test A. Okay. Great job everyone. So now let's move on to the next part. Alright, now the next part is practice. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần practice. A. Work in pairs. Take turns asking and answering about English study matters. Ở phần này chúng ta sẽ luôn phiên hỏi và trả lời về những cái phương pháp học tiếng Anh. What method can we use? Chúng ta có thể sử dụng những phương pháp nào? We can listen to music. Chúng ta có thể nghe nhạc. How will that help? Cái điều đó nó giúp như thế nào? We can use the lyrics to practice reading. Chúng ta có thể sử dụng lời của bài hát để mà thực hành đọc. That's a good idea. Đó là một ý kiến tuyệt vời. So, any other methods? Thế còn những cái phương pháp khác thì như thế nào nhỉ? Read interesting books. Đọc sách. Watch TV or watch movies in English. Xem phim bằng tiếng Anh. Keep a notebook. Và hãy giữ một cuốn sổ tay bên người. Alright? Now let's see. What method can we use? We can read interesting books. How will that help? We can note down new words to look them up later. That's a great idea. That's a good idea. Okay? Chúng ta có thể đọc sách. Và cái điều đó nó sẽ giúp như thế nào? Chúng ta có thể ghi chú lại từ mới và tra từ sau đó. Đó là một ý kiến tuyệt vời. Right? Or what else? What method can we use? We can watch TV or we can watch movie. How will that help? Và điều đó nó sẽ giúp như thế nào? We can turn on subtitles to understand new words. Chúng ta có thể bật phụ đề để hiểu từ mới. That's a great idea. That's a good idea. Đó là một ý kiến tuyệt vời. Okay. Or what else? What method can we use? We can keep a notebook. How will that help? We can go over our writings to find mistakes. That's a great idea. That's a good idea. Okay? Chúng ta có thể giữ một cuốn sổ tay bên mình. Nó sẽ giúp như thế nào? Chúng ta có thể kiểm tra bài viết để tìm ra lỗi. Để tìm ra lỗi sai. Alright? That's a great idea. Đó là một ý kiến tuyệt vời. Okay? B. Practice with your own ideas. Ở phần B thì chúng ta sẽ thực hành với ý tưởng riêng của mình nhé. Chúng ta sẽ làm một cái đoạn hội thoại dựa trên ý tưởng của mình. Okay, great job. Now the next part is speaking. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần speaking, phần nói. Fun study methods. Những cái phương pháp học thú vị. A. Work in pair. Look at the picture. A fun way to learn English. Say what the activity are and cut the purpose of the study method below and your own ideas. Hãy nhìn vào các bức tranh vì những cách học tiếng Anh thú vị. Các hoạt động ở đây là gì? Và cùng nhau thảo luận về mục đích của các phương pháp học tập dưới đây và ý tưởng của riêng bạn. Alright. Now, the first picture. Look at the first picture. What he's doing? He watching movie or he watching TV, right? Now, let's talk about some fun ways to learn English. What activity can we do? Chúng ta hãy nói về những cách học thú vị, những cách học tiếng Anh thú vị. Chúng ta có thể làm những hoạt động gì? We can watch TV shows in English. Chúng ta có thể xem những cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. How will that help?
Điều đó nó sẽ giúp như thế nào? We can turn on the English subtitles to understand the new words easily. Chúng ta có thể bật phụ đề tiếng Anh để hiểu từ mới một cách dễ dàng. Okay. And the second picture, what's she doing? She listening to music. Okay. Ở bức tranh số 2, bạn nữ này nghe nhạc, right? And the third one, she reading. Ở bức tranh số 3 thì là cô ấy đang đọc sách. And picture number 4, someone is writing. Ai đó đang viết. Okay. And the last picture, singing songs, đang hát, đúng không? Now look at that. Now for the second picture, let's talk about some fun ways to learn English. What activity can we do? Hãy nói về một số cách học tiếng Anh thú vị. Chúng ta có thể làm những hoạt động gì? We can listen to music in English. Chúng ta có thể nghe nhạc bằng tiếng Anh. How will that help? Điều đó sẽ giúp như thế nào? We can use the lyrics to practice reading. Chúng ta có thể sử dụng lời của bài hát để mà thực hành đọc. Okay. And the next picture number 3. Let's talk about some fun ways to learn English. What activity can we do? Hãy nói về một số cách học tiếng Anh thú vị và chúng ta có thể làm những hoạt động gì? We can read interesting English books. Chúng ta có thể đọc sách. How will that help? Nó sẽ giúp điều gì? We can note down new words to look them up later. Chúng ta có thể ghi chú lại từ mới và ra từ sau. Okay. And the last picture. Let's talk about some fun ways to learn English. What activity can we do? We can keep a notebook. Does will that help? We can go over our writing to find mistakes. Okay. Chúng ta có thể kiểm tra kỹ bài viết để tìm ra lỗi sai. Chúng ta có một quyển sổ tay bên cạnh, bên người, và chúng ta có thể ghi chú lại. Rồi chúng ta có thể, khi nào chúng ta rảnh rỗi, chúng ta có thể xem kỹ lại bài viết để tìm ra lỗi sai. Alright. All the last picture, let's talk about some fun ways to learn English. What activity can we do? We can sing English songs. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể hát những bài hát tiếng Anh. How will that help? Điều đó nó sẽ giúp điều gì? Nó sẽ giúp như thế nào? We can sing song with the lyrics to improve our speaking and listening skill. Việc mà chúng ta hát các bài hát tiếng Anh có lời á, nó sẽ cải thiện được cái kỹ năng nghe và nói. Alright? Great job. B. Now, join another pair and tell them about your favorite fun study method. Ở phần B, chúng ta hãy tham gia cùng với cặp khác và hãy cho họ biết về cái phương pháp học thú vị yêu thích nhất của bạn là gì. For example, our favorite fun study method is listening to music. Listening to English songs, or is watching movies in English. Okay, cái phương pháp học yêu thích nhất của tôi đó là xem phim bằng tiếng Anh. Okay, alright, great job everyone. It's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 1 unit 1 chủ đề English in the World của sách tiếng Anh lớp 9 I Learn Small Words. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.